Xin chào cả nhà, hiện nay thì có rất nhiều các hộ gia đình đang tìm kiếm một cái lò quạt hút âm trần có ống dẫn với thiết kế phải đẹp mắt, thẩm mỹ, sang trọng, an toàn khi sử dụng, độ bền phải cao, vận hành êm ái và đặc biệt là độ ồn phải cực kỳ thấp. Vì hầu hết những cái hộ gia đình mà dùng cái lò quạt hút âm trần ống dẫn này thường là sử dụng ở trong phòng ngủ là đa số, đặc biệt là những gia đình mà có con nhỏ một người hoặc là có người lớn tuổi khó ngủ, thì đối với một quạt hút âm trần đặc tiêu chí đầu tiên mà người sử dụng yêu cầu đó là quạt hút âm trần phải vận hành êm ái và nhẹ nhàng, không gây ra tiếng ồn để ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình. Cách đóng gối của cái quạt hút này mình rất là thích, đóng gối một cách rất là kỹ lưỡng, tránh việc va chạm trong quá trình vận chuyển hoặc là khi mà mình muốn vận chuyển đi xa đối với quạt này á, thì mình cũng rất là yên tâm luôn nha cả nhà. Cách đóng gối của một sản phẩm nó cũng phản ánh rất nhiều đến chất lượng và sự tận tâm của nhà sản xuất đối với khách hàng. Thì trên đây là mã số của hàng của cái quạt này, và khi mọi người có nhu cầu thì mọi người có thể liên hệ với số điện thoại bên trên để mà hướng dẫn. Thì ở đây thiết kế của cái quạt này nó khá là đơn giản. Đối với quạt hút lòng sáp này thì nó sẽ chạy bằng tuabin không cánh nha cả nhà, và cái động cơ này được đúc nguyên khối cho nên là nó sẽ tránh gây bụi bẩn bám vào trong cái động cơ làm gây hư hỏng động cơ. Và điều thứ hai nữa đối với quạt hút này rất đặc biệt, đó là cầm khá là nặng và cái dây này mọi người, cái dây này khá là chắc chắn và có trên dây thì có cả dây tiếp đất, phòng tránh việc rò rỉ điện nha. Còn đây là cái ống thoát sẽ có nắp đậy như thế này để ngăn côn trùng khi mà mình không dùng cái ống dẫn ở cả nhà, thì nó sẽ động ngăn như thế này lại. Khi hoạt động thì cái nắp nó sẽ tự động mở ra. Ngoài việc là động cơ của nó là 100% dây đồng thì nó còn được sử dụng bạc đạn thay cho bạc thau là những loại động cơ thông thường, giúp cho quạt sử dụng mạnh mẽ, êm ái và tuổi thọ của nó khá là cao mà không cần phải tra dầu mỡ trong suốt quá trình sử dụng. Đây này cả nhà, mọi người thấy cái phần hút bên trong của nó đây này, đây là không có cánh, chỉ có tu bin như thế này, và cái lõi động cơ nó được đúc nguyên khối như thế này luôn, không có cánh, không có tháo gì hết, và bụi bẩn nó chỉ đến đó khi mà mình vệ sinh cũng rất là dễ dàng. Còn khi mọi người lắp á, thì mọi người chỉ cần lắp một cái tấm che phía trên, màn che phía trên như thế này, nó có hai cái gờ phía trên thì mọi người chỉ đun vào và đậy nắp lại thôi. Lắp cái quạt này khá là đơn giản, và khi vệ sinh thì mình chỉ cần mở cái nắp màn che phía trên ra. Thiết kế của quạt này khá là đẹp mắt nha cả nhà và sang trọng. Cái màu của nó rất là bóng, hơi ngã vàng, hơi ngã một tí, không phải là trắng tinh. Mọi người có cảm nhận cái quạt hút nó chạy không ạ? Khi mà mình test cái quạt này nè, mình phải cắm điện đi vài lần. Mình cứ nghĩ là nó chưa vào điện vì mình không nghe được cái tiếng của máy quạt hút, nhưng thực tế là cái quạt hút nó đã chạy rồi. Khi nó chạy thì cái màn che này nó tự động mở ra nha. Mình phải công nhận với mọi người một điều là cái quạt hút này chạy quá sức là êm đi. Êm cực kỳ êm, mình không nghĩ là có một quạt hút với giá tiền tầm 500 ngàn trở lại mà có thể êm ái đến như vậy luôn á mọi người. Mọi người có nhu cầu mua hàng có thể mua hàng ở liên minh dưới hoặc số điện thoại trên màn hình nha.